Hôm nay thấy thèm ăn kim chi, mình đi mua đồ về để làm kim chi. Và nhân tiện đây thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm kim chi theo cách riêng của mình nha. Để làm được món kim chi này thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Cải thảo sau khi mua về sẽ đem rửa sạch và sau đó ướp với muối khoảng 3 đến 4 tiếng. Mình ướp thế này là để cho cải thảo ngót bớt nước và ăn sẽ cảm thấy ngon và giòn hơn. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi chuẩn bị những nguyên liệu sau như là hành này, tỏi này, ớt này, hành tây nữa nha, rồi hẹ. Nhà mình hôm nay thì có hành thì mình sử dụng hành, còn ai không ăn hành thì có thể sử dụng hẹ nha. Rồi các nguyên liệu mình đem rửa sạch, hành thì mình mang cắt khúc vừa ăn nha, còn cà rốt thì mình sẽ mang bào sợi nhỏ này. Còn hành, tỏi, ớt, gừng và táo thì mình cho vào máy xay để xay thật là nhuyễn ra nha. Bột nếp thì mình cho vào nước đun lên. Một lúc sau thì sẽ ra cái độ sệt, rồi mình nêm mắm muối cho vừa ăn này. Ớt thì thường sử dụng ớt Hàn Quốc, nhưng nhà mình có ớt này thì mình sử dụng ớt này cũng ok lắm nha. Mình cho vào quấy thật đều lên này để cho nó hòa quyện vào với bột đấy. Thì mình cảm thấy cái màu của nó lên đẹp thì là được nha. Rồi hành, tỏi xay nhuyễn cho vào đây để trộn thật đều lên này. Rồi cà rốt với lại hành lá cũng cho chung vào luôn. Và sau khi trộn đều các nguyên liệu vào với nhau thì mình sẽ phải đợi khoảng 30 phút để cho nó nguội bớt đi nha. Rồi bây giờ là đến công đoạn làm này. Sau 3 tiếng thì cải thảo đã ngót nước và mình mang đi rửa sạch với nước khoảng 3 đến 4 lần nữa để cho bớt mặn đấy. Rồi đem cắt khúc vừa ăn nha. Giờ thì mình đổ các nguyên liệu đã trộn sẵn vào trong cải thảo này và sẽ trộn thật đều lên để cho nó ngấm thật đều vào trong cải thảo nha. Sau 2 ngày thì mình thử lấy thìa và ấn, nếu có độ bọt như thế này thì là kim chi của mình đạt nha. Hôm nay thì mình sẽ thưởng thức bữa sáng với kim chi do tự tay mình làm nha. Hôm nay thì mình ăn kim chi với mì gói này, một chút thịt bò này, một chút rau sống. Thật sự ăn rất là hợp khẩu vị nha. Mọi người có thể thử theo công thức của mình này. Kim chi nếu mà làm nhiều ấy có thể để tủ lạnh ăn được khá lâu nhá, có thể vài tháng này. Và kim chi mình làm hôm nay thì ăn cũng rất là ngon này, nó ăn có độ giòn rồi có vị chua chua, vị thơm của kim chi này. Mình hy vọng sau này sẽ chia sẻ thật nhiều đi video đến mọi người nhiều hơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.